Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của TechZ. Hiện tại trên tay của mình đây đang là chiếc Redmi Note 9 Pro 5G. Đây là một phiên bản được cho là phiên bản trong năm 2021 của series Redmi Note 9 với những nâng cấp liên quan đến hiệu năng khi được trang bị con chip mới nhất là Snapdragon 750G. Vậy thì ngoài con chip này ra thì Redmi Note 9 Pro 5G còn đem đến cho chúng ta những gì và những cải tiến đấy liệu nó có đáng giá ở trong cái phân khúc tầm giá mà chiếc máy này đang nằm hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu ở ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xét về thay đổi lớn nhất, đây chính là về hiệu năng. Thì máy sẽ được trang bị con chip đấy là Snapdragon 750G, đi kèm với đấy chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM đấy là 6GB và 8GB, cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong đấy là 128 và 256GB. Khi mà bọn mình test điểm AnTuTu ở trên chiếc máy này thì chiếc Redmi Note 9 Pro 5G đem đến cho chúng ta một điểm CPU rất lớn, lên tới đấy là 118.000 điểm CPU. Tuy nhiên có một trong những cái mình cũng cần phải lưu ý đối với anh em đấy là GPU ở trên chiếc máy này nó không quá vượt trội. Cụ thể thì điểm của máy sẽ chỉ dao động trong khoảng 77 cho đến 78.000 mà thôi. Thế nên để mà so sánh thì máy sẽ có khả năng xử lý đa tác vụ, xử lý những cái tác vụ hàng ngày như kiểu mở app hay load ứng dụng một cách rất thoải mái. Nhưng để đánh đổi lại thì máy sẽ đem đến cho chúng ta khả năng chơi game chỉ vừa đủ dùng đối với những tựa game trung bình nặng, và bắt buộc anh em phải bật những cái tùy chỉnh setting ở trên những cái tựa game ví dụ điển hình như là Call of Duty Mobile hay là PUBG Mobile. Còn nếu như mà để đánh giá về RAM thì với 6GB RAM thì máy vẫn sẽ đem đến cho chúng ta khả năng xử lý khá mượt mà thôi. Phiên bản mình cầm trên tay ở đây đấy là phiên bản 6GB RAM, thì trong những cái trải nghiệm thực tế thì khá là khó cho chúng ta thể nhìn thấy hiện tượng bị reload app với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản của bản thân mình. Không biết với anh em như thế nào, tuy nhiên đối với bản thân mình thì 6GB RAM là quá đủ rồi. Anh em như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thiết kế. Thì chiếc Redmi Note 9 Pro 5G sẽ được hoàn thiện chất liệu thiết kế bằng kính ở cả hai mặt. Và lưu ý cho mình đấy là kính mặt trước và mặt sau ở trên chiếc máy này đều được hoàn thiện là kính Gorilla Glass thế hệ thứ 5 để đảm bảo cho chúng ta khả năng chống chảy xước và hạn chế đôi chút cái thiệt hại khi mà chúng ta làm rơi máy. Và nếu như để đánh giá về ngôn ngữ thiết kế đi thì Redmi Note 9 Pro 5G sẽ đem đến cho chúng ta một ngôn ngữ thiết kế nó không giống so với bất cứ chiếc máy nào thuộc series Redmi Note 9 cả, mà nó sẽ giống so với series Redmi K ở trong năm 2020 nhiều hơn. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một phần module camera hình tròn và nó sẽ được làm hơi lồi hơn một chút, bắt buộc người dùng chúng ta sẽ phải đeo ốp lưng cho chiếc máy này trong quá trình sử dụng để hạn chế được đôi chút cái khả năng đấy là cái phần module camera này đặt xuống các bề mặt phẳng thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đó là bị kênh. Và tiện nói luôn đấy là công dụng thứ hai khi đeo ốp lưng ở trên chiếc máy này đấy là sẽ hạn chế được khả năng bị bám mồ hôi và dấu vân tay. Khi chiếc Redmi Note 9 Pro 5G này sẽ rất dễ bị bám mồ hôi và dấu vân tay luôn. Thế nên đó cũng sẽ là một lưu ý của mình dành cho anh em. Để đánh đổi lại thì chiếc Redmi Note 9 Pro 5G này cũng sẽ đem đến cho chúng ta những cái phiên bản màu sắc rất đẹp mắt, và như anh em thể nhìn thấy đây, phiên bản mình cầm trên tay đó là phiên bản màu xanh dương với những cái hiệu ứng chuyển đổi màu sắc từ xanh nhẹ cho đến xanh đậm từ góc trên xuống góc dưới. Thế nên trong quá trình mình sử dụng chúng ta sẽ có một cái cảm giác gì đấy nhìn vào máy nó sẽ trở nên huyền bí hơn khá nhiều. Tuy nhiên tất nhiên rồi, đẹp thì nó sẽ phải đánh đổi lấy việc là chúng ta sẽ phải lau chùi máy một cách thường xuyên hơn. Về cái cảm giác cầm nắm của mình đi thì mình cảm thấy rằng chiếc Redmi Note 9 Pro 5G này hoàn thiện máy thì cũng khá là tốt. Đi kèm với đấy thì để xét tổng thể về trọng lượng thì đối với những chị em phụ nữ hay là đối với những anh em nào mong muốn sử dụng một chiếc máy mỏng và nhẹ thì Redmi Note 9 Pro 5G chắc chắn sẽ không phải là sự lựa chọn dành cho anh em, khi trọng lượng tổng thể ở trên chiếc máy này lên tới đấy là 215g. Và đối với cá nhân mình thôi thì mình là một trong những thằng cầm quá nhiều những chiếc máy nặng rồi nên mình cảm thấy đây là điều hoàn toàn bình thường. Còn đối với những anh em nào mà yêu thích sự mỏng nhẹ thì đó sẽ là những cái sự bất tiện và anh em sẽ phải trải nghiệm ở trên chiếc máy này. Cái đến về màn hình thì chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 6.67 inch, tấm nền mà máy sử dụng ở đây là tấm nền IPS LCD và độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải màn hình Full HD+. Trên những trải nghiệm thực tế của mình thì độ sáng màn hình ở trên chiếc Redmi Note 9 Pro 5G này nó sẽ hơi thấp hơn một chút. Nhưng để đánh đổi lại thì mình lại đánh giá cao khả năng hoàn thiện của Redmi ở trên màn hình ở trên chiếc máy này. Cụ thể hơn đấy là chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được hiện tượng bị hở sáng ở trên chiếc Redmi Note 9 Pro 5G. Thế nên mình đánh giá rất cao về khả năng hoàn thiện. Tuy nhiên nếu để kỳ vọng nhiều hơn thì mình mong rằng Redmi Note 9 Pro sẽ có được một cái độ sáng cao hơn để giúp cho chúng ta có thể hiển thị ngoài trời một cách ấn tượng hơn. Đáng chú ý hơn thì trong quá trình mình sử dụng thì chiếc Redmi Note 9 Pro này cũng đem đến cho chúng ta được một sự mượt mà nhất định. Nguyên nhân đó là bởi vì máy sẽ được trang bị tần số quét màn hình 120Hz để giúp cho chúng ta có được một tốc độ phản hồi nhanh nhất. Rồi, như vậy là chúng ta cùng nhau tìm hiểu xong phần màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến phần đấy là camera. Camera là một trong những thứ mà từ trước đến nay Redmi làm không quá tốt, và ở trên chiếc Redmi Note 9 Pro này nó đã khắc phục được nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một hệ thống 4 camera sau, bao gồm camera chính độ phân giải 108 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera macro 2 megapixel và camera hỗ trợ đo độ sâu chụp ảnh 2 megapixel. Bọn mình đã chụp qua một vài bức ảnh ở trên camera góc siêu rộng ở trên chiếc máy này, thì cũng có một vài lưu ý của mình dành cho anh em, đấy là máy sẽ đáp ứng cho chúng ta được vấn đề đấy là góc chụp thì nó sẽ rộng hơn đấy. Nhưng để đánh đổi lại thì độ chi tiết cũng như màu sắc của nó thì sẽ không quá tốt. Thế nên mình vẫn khuyên anh em đấy là nếu như anh em tận dụng tối đa được camera thông thường thì anh em nên sử dụng camera thông thường. Còn đối với camera macro thì tất nhiên rồi, với một camera với độ phân giải thấp như vậy thì máy sẽ cho ra những bức ảnh với độ chi tiết nó chỉ dừng lại mức độ vừa đủ dùng và màu sắc nó sẽ hơi nhợt nhạt một chút. Thế nên theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một trong những cái tính năng để giúp cho chúng ta có thể vọc vạch. Còn tính thực tế của nó như thế nào thì cá nhân mình đánh giá là nó vẫn chưa hoàn toàn thực tế. Về camera selfie, chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải 16 megapixel, và khi mà chúng ta sử dụng camera selfie ở trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ có sự can thiệp của chế độ làm đẹp, và như anh em có thể nhìn thấy thì da người sẽ được làm rất là mịn, đi kèm với đấy thì nó sẽ được làm trắng lên đôi chút để giúp chúng ta có thể đẩy tông da lên. Thế nên mình nghĩ rằng khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy này chúng ta không nhất thiết phải cài đặt những cái ứng dụng bên thứ ba để có cho chúng ta những cái tùy biến, những cái tùy chọn về khuôn mặt giống như là những cái ứng dụng như kiểu Snow hay B612 cái gì nữa. Cuối cùng là về pin thì máy sẽ trang bị cho chúng ta một viên pin với dung lượng là 4820 mAh và chúng ta sẽ có chuẩn sạc nhanh với công suất đấy là 33W. Khi để đánh giá một viên pin như thế này thì máy sẽ đem đến cho chúng ta một thời lượng sử dụng rất là trâu bò, vì tất nhiên với một mức hiệu năng khủng thì Redmi Note 9 Pro 5G sẽ là một trong những sự lựa chọn rất tốt để hướng tới các tác vụ gaming, và Redmi cũng đã rất tâm lý khi đem đến cho chúng ta một viên pin tốt như vậy. Và để đánh giá về tốc độ sạc thì với công suất sạc 33W thì máy có thể sạc đầy 100% pin trong khoảng thời gian đấy là 58 phút, thế nên anh em hoàn toàn để yên tâm về tốc độ sạc ở trên chiếc máy này. Và có một trong những cái nãy giờ mình quên không đề cập đến, đấy là do được trang bị tấm nền màn hình IPS LCD nên hơi đáng tiếc một chút. Đấy là Redmi Note 9 Pro 5G sẽ được trang bị cảm biến vân tay ở bên phía cạnh viền, một trong những cắt giảm nhất định ở trong cái phân khúc tầm giá này. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì mình yêu cầu nhiều hơn đôi chút, đấy là giá như chiếc Redmi Note 9 Pro này được trang bị tấm nền AMOLED và tích hợp cảm biến vân tay ở trong màn hình thì nó sẽ tốt hơn đôi chút. Vậy thì anh em đánh giá sao với cái mức giá hiện tại ở trên chiếc Redmi Note 9 Pro với cái thông số hiệu năng của một con chip mới, thì đây có phải là một sự lựa chọn đáng chú ý hay không? Thì để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment, và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe cho mình, nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.